Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của Báo Tiền Phong. Theo báo cáo của công ty chứng khoán BIDV có mã chứng khoán là BSC, năm 2023-2025 là làn sóng FDI thứ tư vào Việt Nam, lần đầu tiên vào năm 1991 đến năm 1997. Sau hơn 3 thập kỷ, làn sóng FDI đã có nhiều thay đổi, với việc các cơ sở sản xuất vẫn đang dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc. Cùng với đó, chính phủ Việt Nam nỗ lực thu hút FDI khi nâng mối quan hệ ngoại giao với Mỹ và Nhật Bản lên cấp đối tác chiến lược toàn diện, liên tục tổ chức các tọa đàm kết nối nhà đầu tư FDI với các tỉnh. Tính đến năm 2023, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 36,6 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Bên cạnh các lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư như tình hình kinh tế, chính trị ổn định, vị trí thuận lợi cho hoạt động đầu tư, số lượng lớn hiệp định thương mại tự do đã ký kết, lực lượng lao động dồi dào, Việt Nam còn có tiềm lực về đất hiếm, loại nguyên vật liệu quan trọng trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, phát triển vi mạch và điện tử. Các nhà đầu tư từ quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng tăng cường các chuyến công tác tới Việt Nam để tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao. Sự dịch chuyển các chuỗi sản xuất toàn cầu, đặc biệt trong các ngành công nghệ lõi, công nghệ chip, công nghệ của tương lai, được kỳ vọng mở ra cơ hội cho Việt Nam trong thu hút FDI công nghệ cao. Tuy nhiên, trái ngược với những kỳ vọng đó, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ cuối năm 2019, thế giới đã và đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường và khó dự báo. Trong đó, dịch COVID-19, khủng hoảng năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, thiên tai, biến đổi khí hậu, lạm phát diện rộng ở nhiều nền kinh tế lớn đang làm thay đổi cục diện thương mại và kinh tế thế giới. Việc hình thành các mức thuế suất khác biệt để tận dụng lợi thế toàn cầu hóa được nhiều nước thực hiện theo nhiều cách, trong đó một số nước hạ thuế thu nhập doanh nghiệp xuống mức rất thấp, như Barbados 5,5%, Uzbekistan 7,5%, Hungary 9%, Macedonia 10%, Ireland 12,5%. Các thiên đường thuế đưa ra mức thuế suất 0% như Cayman Island, Bermuda, Bahamas. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, nhiều quốc gia, khu vực cũng chịu áp lực từ việc doanh nghiệp đe dọa rút vốn, chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh dẫn đến buộc phải giảm thuế, như Hoa Kỳ giảm từ 35% năm 2017 xuống còn 21% vào năm 2021. Khu vực sử dụng đồng euro, Eurozone giảm từ 36,8% vào năm 1995 xuống còn 22,7% vào năm 2020. Điều này khiến thuế suất trung bình của doanh nghiệp trên toàn cầu giảm từ 27% vào năm 2001 xuống còn 20,2% vào năm 2021. Hơn nữa, việc hạ thuế suất đã trở thành công cụ của các quốc gia trong cuộc đua cạnh tranh thu hút và giữ chân doanh nghiệp. Nhiều quốc gia tham gia vào cuộc đua xuống đáy nhằm giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp về mức thấp nhất để thu hút đầu tư nước ngoài. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, các tập đoàn đa quốc gia mặc dù có lợi nhuận cao nhưng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp rất thấp, thậm chí không bị đánh thuế. Cùng với đó, tình trạng chuyển giá của các công ty đa quốc gia cũng ngày càng trở nên phức tạp với các công cụ và biện pháp tinh vi. Tại Việt Nam, sau thời gian nghiên cứu, Chính phủ đã xây dựng và đề xuất dự thảo nghị quyết về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu của Việt Nam, trình Quốc hội phê duyệt tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Ngày 29 tháng 11 năm 2023, Quốc hội đã chính thức thông qua và ban hành nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ chế thuế toàn cầu, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, áp dụng từ năm tài chính 2024. Theo nghị quyết số 107 năm 2023 của Quốc hội, Việt Nam sẽ áp dụng các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn và quy định về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu IIR. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, việc xây dựng chính sách về quỹ hỗ trợ đầu tư để đưa ra các chính sách hỗ trợ đầu tư mới phù hợp với quy tắc của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD là rất cần thiết để Việt Nam có thể đảm bảo vị thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, cũng ổn định môi trường đầu tư để tiếp tục khuyến khích các nhà đầu tư hiện hữu duy trì và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các quốc gia đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư đa dạng, áp dụng song song cả ưu đãi về thu nhập như miễn giảm thuế và ưu đãi về chi phí, hỗ trợ bằng tiền, trợ cấp đầu tư để kết hợp hiệu quả, tạo sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Trong đó, ưu đãi dựa trên chi phí thường được sử dụng để góp phần thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên. Với chính sách ưu đãi linh hoạt, nhiều nước đã thu hút được các dự án có quy mô rất lớn trong lĩnh vực công nghệ cao. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định rằng, chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam dù bám sát vào tình hình phát triển đất nước, song vẫn chưa phù hợp với yêu cầu trong bối cảnh quốc tế có nhiều sự thay đổi, đặc biệt với việc ra đời của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư dẫn ví dụ, trong thời gian vừa qua, có nhiều tập đoàn lớn đã đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư tại Việt Nam, nhưng do pháp luật chưa có quy định cụ thể về hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước nên họ đã chuyển sang quốc gia khác. Nếu thực trạng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết,
LG Chemical Hàn Quốc đã đề xuất dự án sản xuất pin với đề nghị Việt Nam hỗ trợ 30% chi phí sản xuất bằng tiền mặt, nhưng không được đáp ứng. Do đó, đơn vị này đã chuyển đầu tư sang Indonesia. Tương tự, Intel đề xuất dự án sản xuất chip với vốn đầu tư 3,3 tỷ đô la Mỹ, khoản đầu tư vốn được kỳ vọng có thể giúp tăng gần gấp đôi hoạt động của nhà sản xuất chip Mỹ. Đề xuất Việt Nam hỗ trợ 15% bằng tiền mặt, sau đó đã chuyển sang Ba Lan. Nguyên nhân mà Intel gác kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ đô la Mỹ mở rộng nhà máy tại Việt Nam được báo chí thời điểm đó đưa tin. Đối tác cho rằng chúng ta thiếu điện và thủ tục hành chính rườm rà. Đề cập đến lý do đưa ra cho rằng Intel gác kế hoạch mở rộng đầu tư thêm 1 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam là do thiếu điện và thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng đây chỉ là một lý do, vấn đề thiếu hụt điện mới chỉ xảy ra ở cục bộ một số nơi, thời gian. Chính phủ cam kết bảo đảm đủ điện cho các doanh nghiệp, không chỉ riêng doanh nghiệp nào. Ngoài ra, một nguyên nhân khác được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu đến từ địa chính trị, cạnh tranh giữa các quốc gia và chính sách thuế tối thiểu toàn cầu. Hay tập đoàn bán dẫn AT&T của Áo, mặc dù đã khảo sát và dự kiến đầu tư, nhưng Việt Nam không đáp ứng được về cơ chế hỗ trợ theo chi phí, số lượng lao động công nghệ cao có sẵn. Do đó, tập đoàn này đã chuyển sang Malaysia. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cảnh báo, việc mở rộng đầu tư của một số dự án công nghệ cao có quy mô lớn cũng có dấu hiệu chững lại để chờ phản ứng chính sách của Việt Nam. Thời gian vừa qua, một số tập đoàn lớn đã có trao đổi chính thức về việc đang tạm dừng kế hoạch đầu tư mới, mở rộng tại Việt Nam nếu chính phủ Việt Nam không có chính sách hỗ trợ đầu tư phù hợp khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Cơ quan này lấy ví dụ như Samsung cho biết sẽ dịch chuyển dây chuyền sản xuất sang Ấn Độ. LG đang tạm dừng kế hoạch đầu tư dự án mới sản xuất thiết bị điện tử trị giá 5 tỷ đô la Mỹ. SMC của Nhật Bản đang dự kiến đầu tư sản xuất thiết bị y tế trị giá 500 triệu cho đến 1 tỷ đô la Mỹ tại Đồng Nai. Foxconn, Compal, Quanta của Đài Loan đang nghiên cứu mở rộng đầu tư các thiết bị hỗ trợ, phụ trợ cho Apple, IBM, Cisco. Bàn về những thách thức kể trên, từ góc nhìn doanh nghiệp, theo ông Nguyễn Đình Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư nước ngoài, sự dịch chuyển các chuỗi sản xuất toàn cầu, nhất là trong các ngành công nghệ lõi, công nghệ chip, công nghệ của tương lai đang mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam thu hút vốn FDI, công nghệ cao, song cũng còn nhiều thách thức trong khả năng cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực. Thứ nhất, phản ứng chính sách còn chậm và chưa linh hoạt trong cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án lớn, dự án công nghệ lõi, công nghệ nguồn. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn thiếu tính ổn định và nhất quán. Thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà và quy trình xử lý vẫn còn sự khác biệt giữa các địa phương, làm giảm lòng tin của các nhà đầu tư. Thứ hai, nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam còn hạn chế, đặc biệt là các ngành công nghệ mới, chip, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thúc đẩy các ngành, chức năng tập trung đầu tư, đào tạo lại cho lực lượng lao động để trong thời gian sớm nhất có thể gia nhập vào thị trường lao động của những ngành này. Thứ ba, hạ tầng năng lượng, khả năng đáp ứng nhu cầu điện sản xuất có những thời điểm và tại một số trung tâm công nghiệp lớn còn thiếu hụt, gây quan ngại cho nhà đầu tư. Hơn nữa, việc chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh, năng lượng tái tạo còn chậm và dàn trải cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến việc thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới này. Thứ tư, hạ tầng kết nối giao thông, logistics như sân bay, cảng biển, đường cao tốc vẫn thực sự chưa đồng bộ và có tính kết nối liên vùng, làm hạn chế khả năng thu hút FDI vào các địa phương có vị trí địa lý không thuận lợi, cách xa các trung tâm công nghiệp hiện hữu và thiếu tính kết nối với hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng và năng lực doanh nghiệp hỗ trợ trong nước còn yếu so với các quốc gia trong khu vực nên thiếu tính liên kết giữa doanh nghiệp địa phương và doanh nghiệp FDI. Trong bối cảnh cạnh tranh như vậy, để thu hút FDI chất lượng cao Việt Nam phải có những chính sách ưu đãi cao và hỗ trợ ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án công nghệ cao, công nghệ nguồn, đặc biệt là ngành sản xuất chip bán dẫn. Bên cạnh đó, cải cách thủ tục hành chính cũng cần phải được thực hiện một cách quyết liệt và triệt để hơn, tránh việc nhũng nhiễu, làm giảm lòng tin của nhà đầu tư. Chúng ta cũng phải đào tạo nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ kỹ thuật và tác phong công nghiệp đủ đáp ứng yêu cầu của các dự án chất lượng cao. Nếu quá trình này không được thúc đẩy nhanh và mạnh, chúng ta có thể sẽ để lỡ nhịp trong việc thu hút làn sóng FDI thứ tư này. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần phải nhanh chóng phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối sân bay, cảng biển, các tỉnh thành phố lớn với các trung tâm công nghiệp. Bên cạnh đó, hạ tầng năng lượng cũng cần được nâng cấp và tập trung đầu tư, nhất là việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo, đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu sản xuất của những dự án công nghệ cao, bảo vệ môi trường và tránh phát thải CO2 ra môi trường. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng khẳng định, trước mắt cần phải có giải pháp cấp bách để ứng phó với ảnh hưởng thuế tối thiểu toàn cầu, ngăn làn sóng dịch chuyển đầu tư ra khỏi Việt Nam của một nhóm các nhà đầu tư lớn, có thể kéo theo nhiều các công ty vệ tinh đi theo, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định,
việc Việt Nam không có các giải pháp kịp thời đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến quyết định đầu tư mở rộng hoặc duy trì đầu tư của các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam và kéo theo sự sụt giảm việc thu hút các công ty vệ tinh khác, đồng thời giảm động lực đầu tư của các nhà đầu tư mới đang có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam. Bên cạnh đó, có thể dẫn đến việc thu hẹp quy mô sản xuất, giảm cầu về lao động. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu Việt Nam không có động thái điều chỉnh, chính sách ưu đãi đầu tư và cơ chế thực hiện phù hợp, thì việc áp dụng chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu sẽ làm giảm hiệu quả của chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam, không còn hấp dẫn để giữ chân hoặc thu hút thêm vốn đầu tư mới từ các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Cơ quan này khẳng định, với việc Quốc hội ban hành nghị quyết số 107 năm 2023 về thuế tối thiểu toàn cầu, với quyền thu thuế thu nhập doanh nghiệp 15% của các tập đoàn xuyên quốc gia tại Việt Nam, việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đang áp dụng tại Việt Nam sẽ không còn ý nghĩa, dẫn đến Việt Nam sẽ không còn cạnh tranh trong thu hút, giữ chân các doanh nghiệp thuộc đối tượng này. Để giữ chân và tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư lớn đang đầu tư vào các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định cần tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chiến lược mới, đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi xanh và phát triển doanh nghiệp Việt Nam dẫn dắt tiên phong. Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm, phương thức chi trực tiếp bằng tiền để hỗ trợ cho doanh nghiệp đạt tiêu chí đề ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.